Hoa sứ Lê Gia chào cả nhà ha. Hôm nay thì bên vườn em tiếp tục giới thiệu cả nhà mình 18 cây sứ Thái ghép. Giá cây em bán hôm nay có giá là từ 100.000 cho đến 500.000 nha cả nhà. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi ạ. Em ship hàng trên toàn quốc luôn. Rồi mình có cây số 1. Số 1 là Tân Quý, hoa 5 cánh nè, đỏ hỏng trắng nha. Tân Quý tựa dài, cây 4 bo, 150.000. Số 2 Khúc tấn. Khúc tấn màu hồng, có đốm hồng đậm. Những cây này thì tựa rất là dài luôn, về mình có thể chiết riêng. 9 bo 150.000. Số 3 ghép 2 màu. Đây, rồng đen mới vừa bung nhẹ ra, 3 lớp đỏ, đỏ viền nha. Và đây là Nguyệt Tâm 2, 3 lớp trắng viền hồng, cây tàn xum xuê, 4 bo 100.000. Số 4 Kim Ngọc Nam. Đây, mặt hoa Kim Ngọc Nam, hoa 3 lớp, cây 7 bo, giá 100.000. Số 5 Ăn Lạ, 3 lớp vàng cam, viền hồng có hương thơm, cây 5 bo, 150.000. Số 6 Nguyệt Tâm 7, giống này thì hoa chuyển màu, hoa 4 lớp nha. Vàng cam sọc sẽ chuyển sang hồng như mặt hoa mới vừa quay ngay đó. Rồi cây 7 bo 150.000. Cây Nguyệt Tâm 7 này là có một bo của thần tài Gò Công, màu đỏ 3 lớp nha. Số 7. Số 7 là một giống mới từ xứ Hạ Lai tạo, lai ra nè, em thấy hoa rộ, hoa 5 lớp mà hoa rộ thơm nên lai ra chưa có đặt tên. Bên em tạm kêu là F1 này nha cả nhà. Đây, mặt hoa nó nè, 5 lớp. Nền trắng, sọc tím. Và hoa nó có gân nha, cánh thì dúng. Nói chung mặt hoa rất là đẹp. Nó nở thế này là đứng kế bên nó thơm ngang ngát luôn à. Nè, mới ban đầu nó mới vừa bung nhẹ ra thì màu nó thế này nè cả nhà. Hoa 5 lớp, hoa to nữa. Đây, bên em thì tạm kêu nó là F1, có hương thơm 5 lớp nha. Ghép 5 bo 150.000. Số 8. Số 8 là T1, 3 lớp đỏ viền tím, cây 6 bo 150.000. Số 9 Hạnh Mãi, 3 lớp màu vàng sọc. Hạnh Mãi nó nhiều số lắm này, giờ thình lình em quên không nhớ số mấy nữa, không nhớ mã số nữa luôn nha. Hạnh Mãi này 3 lớp màu vàng có sọc, cây 10 bo 150.000. Số 10 cây ghép 2 tầng. Tầng thấp ở dưới đây á, là Ngọc Băng, 3 lớp trắng tinh. Tầng cao là Ăn Lạ, 3 lớp vàng cam viền hồng, có hương thơm. Rồi cây 8 bo 200.000. Số 11 Ngọc Băng, 3 lớp màu trắng, cây 8 bo 120. Số 12 là một cây, một chậu vô 2 gốc nha, 2 gốc to. Đây, một chậu vô 2 gốc, ghép 2 màu. Vân Huế 5, 3 lớp màu hồng sọc đỏ. Với lại An Lạc. An Lạc là 3 lớp vàng cam, cánh viền hồng. Rồi, cây 10 bo 150.000. Số 13. 13 là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hoa 3 lớp, màu đỏ, cánh có viền. Cây 7 bo 150.000. Số 14. Ngọc yến 5 cánh. Ngọc yến dạng lá kim, giống này hoa rất là rộ luôn, cây 4 bo 100.000. Số 15 Kim Lân. Đây, Kim Lân, mặt hoa nó trắng đỏ rộ và thơm. Mình thấy là cây nó đang nở hoa. Rồi, Kim Lân 6 bo 120.000. Số 16 là gốc sứ Duyên. Kỳ duyên 3 lớp màu hồng, mới vừa bung nhẹ ra nè. Đây, kỳ duyên. Cái củ này thì tầm trồng cỡ khoảng 3 năm rồi đó. 3 năm có cái củ thế này nha, giá 120.000. Số 17. 17 và 18 sẽ là cây hàng VIP. 17 là Kiều Diễm, 3 lớp màu hồng đậm, cánh viền trắng. Kiều Diễm tàn tròn, bo khỏe tựa dài nha. Cây 11 bo 500.000. Số 18 là đại mỹ nhân 5 cánh. Đây, đại mỹ nhân đang rộ lắm nè cả nhà. 5 cánh nè, trắng viền đỏ. Cái giống hoa này là rất là rộ. Em đem làm hàng vô những cái hàng VIP mà loại lớn á. Lúc đang thời điểm hiện nay nè, nhìn mấy cái cây đó là nhìn chỉ toàn là hoa. Hoa nó ra đến nỗi mà che khuất cái tàn vàng lá luôn á. Cái giống này rộ và hoa to lắm. Rồi đại mỹ nhân mình 9 bo giá 500.000 ha. Rồi cả nhà mình xem, nếu mình thích cây nào muốn đặt hàng thì số điện thoại đặt hàng bên em là 0981813055 nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.